Chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo. Kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư tinh tuệ, kính lễ quý sư và các cô tu nữ. Kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp cũng xin lễ bái Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha lu tê ghi vi si cha la tắc tê chan ta lê tê vi ma nê vi tê ra tê cha ga mê ta ru a na ga ha nê ghê ra wat phun thi khét tê phun ma cha yam tu đê hoa cha la ta la vi sa mê nhắc ta gan ta ba na ya ti tham ta san ti ke yang muni wa ga wa cha nang sa tha vo me su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pa dan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pa dan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pa dan ta Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sankhang saranang gacchami, Duttiyampi buddhang saranang gacchami, Duttiyampi thammang saranang gacchami, Duttiyampi sankhang saranang gacchami, Tatiyampi buddhang saranang gacchami, Tatiyampi thammang saranang gacchami, Tati yam phi sang khang sang nang gat cha mi. Iti di so pha ga wa arahang samma sambutho. Vichya chana sampanno sugato lo kawiru. Anuttaro purisa dhamma sarati tata de. Vamanusa nang butho pha ga wa. Sinati me saranang anyang buddho me saranang warang. E te na satcha vacche na hotu me chaya mangalang. Uttamang ge na vandehang padatam sumvaruttamang. Buddhe yo kaliso doso buddho kamatutang mamang. Svathāto bhagavata dhammo sandhittiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattang vedi sabbo viññuhi sinatti me saranaṃ anyaṃ dhammo me saranaṃ varaṃ etena sancha vacchena hotu me caya mangalaṃ Uttamang ghe na wan de hang tham manh cha đuôi thang hoa răng. Tham mê yô kha li tô đô sô tham mô kha ma tu tăng ma măng. Chupatipanno bhagavato savakasangho. Chupatipanno bhagavato savakasangho. Nyayapatipanno bhagavato savakasangho. Sāmi jīpatipanno bhagavato sāvaka saṅkho yadidaṃ cattāri purisa yugāni attha purisa puggalā esa bhagavato sāvaka saṅkho āhunayyo pāhunayyo dakkhinayyo aṅcalikaraṇīyo Anuttaraṃ puṇyakhetaṃ lokassa sinatti me saranaṃ anyaṃ saṅkho me saranaṃ varaṃ etena sancha vacchena hotu me caya mangalaṃ uttamaṃ gena vandehaṃ saṅkhaṃ ca duvithottamaṃ
Sankhe yogalito doso sangho kamatu tang mamang Wanda mi che ti yang sap bang sap bat tha ne su tat ti ti tang Sari ri ka pa tu maha bo thing bhut ta ru pang sa ka lang sa da Sam bhut thay atha vi sanh cha dva da sanh cha sa ha sa ke sanh cha sa ta sa ha sa ni na ma ni si ha sa ang Se sang phẩm manh cha sang thanh cha a da re na na ma mi hang Namakara nu pha we na ham toa sap de upap ta we aneka antaraya divinasam tu ase sato sam bhute panya panya sanya chatui sati sahas Sai da sa sa hang de sang tham minh cha sang thanh cha a da re na na ma mi hang Namakara nu pha we ham toa sap de upap ta we aneka antaraya divina sam tu ase sato sam bhutte na bhutta rasate at sachat Tai sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa ang Te sang tham manh cha sang thanh cha a da re na na ma mi hang Namakara nu pa we na ham toa sap de upap ta we aneka antaraya divinasam tu ase sato Sabbe gurati maya di saya satta we ra sukhi hontu sabbe gurati maya anu di saya satta awe ra sukhi hontu sabbe dakkhina ya di saya satta awe ra sukhi hontu sabbe dakkhina ya anu di saya satta Awe ra su khi hòn tu sắp đề bắt chi mà ya đi xa ya sắp ta Awe ra su khi hòn tu sắp đề bắt chi mà ya nu đi xa ya sắp ta Awe ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya đi xa ya sắp ta Awe ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya nu đi xa ya sắp ta Awe ra su khi hòn tu sắp đề u pa ri ma ya di sa ya sa ta Awe ra su khi hòn tu sắp đề u pa ri ma ya di sa ya sa ta Awe ra su khi hòn tu sắp đề hết ti ma ya di sa ya sa ta Awe ra su khi hòn tu sắp Đạo tràng có còn nghe không? Không nghe cô. Không nghe. Chị Nhung ơi, để hết yep. Nghe rồi. Dạ, con xin được tiếp tục ạ. Sắp bề sát ta a quê ra hồn tu su khí ta hồn tu ni đúc hà hồn tu áp già bách cha hồn tu a ni kha hồn Tu di kha yu ka hon tu a ro ga hon tu sam ba ti hi sa mi chan tu su khi at ta nang pa ri ha rang tu duk kha pa ta cha ni duk kha pa ya pa ta cha ni pa ya so ka pa ta cha ni so ka hon tu sa be bi ba ni no
Akasatha chapumatha dewanaga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakkantu sasanang. Akasatha chapumatha dewanaga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakkantu Kantu no garu akasatha chapum mata dewanaga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakhang tunyatayo akasatha chapum mata dewanaga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakkhang tubanino akasatha chapummatha dewanaga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakkhang tuno sada idang watano bunyang asawa khaya qua hằng hồ tu anagate kale. Sa thú. Dạ thầy, kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ con kính nâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khải Giá. Xin chào các học viên. Dạ, con kính lãnh lễ sư ạ. Dạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư ạ. Giờ hôm nay mình còn mình còn một bài nữa của phần tâm thiền vô sắc giới, đó là phần tâm tố vô sắc. Chúng ta nghe đọc trước rồi sau đó mình tập đọc phần bài học Bali này. Arupa vichara cittang, Arupa vichara kiriya cittang, Akasa nanja yatana kiriya cittang, Vinya nanja yatana kiriya cittang, Kinh chanh nhà giết tán nát kí rì yà chít tăng. Nê quá sanh nhà nà sanh nhà giết tán nát. Nê quá sanh nhà nà sanh nhà giết tán nát kí rì yà chít tăng chê tí y mà ní. Chất tà rì pí á rù pà vá chá rá kí rì yà chít tà ní ngầm mát. Ích chì hoàng sắp bát thà pí đoà đá xá á rù pà vá chá rá. Kusala vipaka kiriya chita ni samatha ni. Đây là nữa. Arupa vajra chitang, Arupa vajra kiriya chitang, Akasa nancha yatana kiriya chitang, Vinya nancha yatana kiriya chitang, Akinchanya yatana kiriya chitang, Nê quá sanh nhà na sanh nhà yát tán nạ kí rì yà chít tành chê tí. Í mà ní chát tà rì pí á rù pà vá chá rá kí rì yà chít tà ní nà má. Í chê văng sá pá thà pí đoà rá sá á rù pà vá chá rá kú sá lá vi pà ká kí rì yà chít tà ní sá mát tà ní. Để ở đây mình có tâm vô sắc giới á rù pà vá chá rá chít tành. Tâm tố vô sắc giới đó là Arupa vichara kiriya cittang. Tâm tố không vô biên xứ đó là Akasa nanja yatana kiriya cittang. Tâm tố thức vô biên xứ đó là Vinya nanja yatana kiriya cittang. Tâm tố vô sở hữu xứ đó là Akinchanya yatana kiriya cittang. Tâm tố phi tưởng, phi tưởng xứ đó là Nevasanya Na sanya yatana kiriya cittang. Imani chattari arupa vichara kiriya cittani nama. Là bốn tâm này gọi là tâm tố vô sắc giới.
Mình còn một câu kết của câu 12 tâm vô sắc giới, nó là iti e quang. Iti e quang tức là iti e quang, dịch nó là như vậy. Sappatthapi, chữ sappatta, sappatthapi với samatthani đều dịch là cái chữ sappatthapi thì tất cả, samatthani có tất cả. Thì thường dịch gom chung lại đó là như vậy, có tất cả 12 tâm. Và đó sẽ là 12. 12 tâm đó là 12 tâm vô sắc giới, và đó sẽ rupa vachara. 12 tâm vô sắc giới đó là thiện, quả và tố. Tức là năm tâm thiện, năm tâm quả và bốn tâm thiện, bốn tâm quả và bốn tâm tu. Rồi, đó là phần bài học. Bây giờ mời lớp giơ tay lên để em đọc bài. Dạ, con thưa sư, cái bài dòng cuối cùng nó bị hơi khó coi thưa sư. Không biết máy có đạo hữu cũng như thế nào, máy con cái dòng cuối cùng đó thưa sư. Được không? Thấy không? Dạ được. Dạ, rồi. Thưa sư mất luôn dòng cuối rồi thưa sư. Thưa thấy sư. Dạ như vậy thì thấy. Rồi kia. Rồi đọc đi. Dạ như vậy thấy nhưng mà khi sư phóng vậy. Dạ. Dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc bài. Arupa vachara cittang. Arupa vachara kiriya cittang. Cittang. Akasananca yatana kiriya cittang. Vinyananca yatana kiriya cittang. Akinchanya yatana kiriya cittang. Neva sanyana sanya yatana kiriya cittang. Chê tí imani chát ta ri bí á ru pa quá chá rá ki ri ya chít ta ni na má ít chê quang sá pát thà bí đoà đá xá á ru pa quá chá rá ú xá lá quý pa ká ki ri ya chít ta ni sá mát ta ni. Dạ con bạch sư con đọc xong rồi ạ. Dạ kính mời chị Kim Cúc đọc bài ạ. Thưa sư, xin đọc ạ. Aruba vachara cittang. Aruba vachara kiriya cittang. Akasananca yatana kiriya cittang. Vinyananca yatana kiriya cittang. Akinchanya yatana kiriya cittang. Nevasanya nasanya yatana kiriya cittang. Tam chê tí y ma ni chát ta ri tí a ru pa vá chá rá ki ri ya chít ta ni na má ít chê quăng sắp pa tha bí đòa đa xá a ru pa vá chá rá cú sa lá vi ba ca ki ri ya chít ta ni sa mát ta ni. Thưa sư xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Aruba vachara cittang. Aruba vachara kirisa cittang. Akasananca yatana kirisa cittang. Vinyananca yatana kirisa cittang. Akinchanya yatana kirisa cittang. Nevasanyana sanya yatana kirisa cittang. Cetti imani imani chatta viti aruba vachara kiriya citta ni nama icche vang sabbathapi vadasa aruba vachara kusala vipa ka kiriya citta ni samatta ni. Là thư sư con đã đọc xong ạ.
Dạ, xin mời quý vị tiếp tục giơ tay. Dạ, xin mời đạo hữu Diệu Thúy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Arupa vachara cittang, arupa vachara kirija cittang, akasanya cha, jatana kirija cittang, vinya nancha, jatana kiraja cittang, akinchanya kirija cittang, akinchanya jatana kirija cittang, Nê quá sanh nha na sanh nha giá ta ná ký rí già chít tần chê tí ý ma ní chát ta rí pí á ru pa quá chá rá ký rí già chít ta ní na má ích chê quăng sắp bá thà pí đoà đá xá á ru pa quá chá rá cú xá lá ví pa cá ký rí già chít ta ní Samatani. Bạch sư con đọc xong rồi ạ. Con cảm ơn ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc bài. Aruba vachara cittang. Aruba vachara kiriya. Kiriya cittang. Akasa namcha yatana kiriya. Kiriya cittang. Punya nan che ya tane kriya cittang akin chanya ya tane kriya cittang nevasanya nasanya ya tane kriya cittang cheti imani chattari vi aruba vachara kriya cittani nama ích chê quăng sắp bá thi sắp bá thà bí đòa đá xá á rù bà quá chá rá cú xá lá quý bà ca cứ rí dè chích tăng ní xá mắt tà ní. Dạ thầy sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Hoa Nguyễn ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Arupa vachara cittang, arupa vachara kiriya cittang, akasananja yatana kiriya cittang, vinyananja yatana kiriya cittang, akinchanya yatana kiriya cittang, nevasanya nasanya yatana kiriya cittang cheti imani chataripi arupa vachara kiriya cittani nama ichewang sabathapi dwarasa Arupa vachara kusala vipaka kiriya cittani samatani. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Arupa vachara cittang, arupa vachara kiriya cittang, akasananja yatana kiriya cittang, Vinyananja yatana kiriya cittang, akinchanya yatana kiriya cittang, nevasanya nasanya yatana kiriya cittang cheti imani chattaribhi aruba vachara kiriya cittani nama ít chê hoàng sắc bà tha bí đoà đá xa á rù bà quá chá rá cú xá lá quý bà cá ký rí già chít tà ní sắp mà tà ní. Dạ thưa sư con đọc xong rồi à, con cảm ơn sư ạ. Dạ xin mời đạo hữu Tô Quốc ạ. Dạ thưa sư con đọc. Aruba vachara cittang, aruba vachara kiriya cittang, akasananja yatana kiriya cittang, vinyananja yatana kiriya cittang, akinchanya yatana kiriya cittang, nevasanya nasanya yatana kiriya cittang,
chê tí y mà ní chất ta rí bí á rù bà quá chá rá á rù bà quá chá rá ký rí dà chít ta ní nà má ít chê văn sắp bà thà bí đò đá xá á rù bà quá chá rá cú xá lá quý bá cá ký rí dà chít ta ní xá mát ta ní. Dạ thưa sư con hết. Dạ xin mời đạo hữu Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc Aruba Vajra Chittang Aruba Vajra Kiriya Chittang Akasanang Chayatana Kiriya Chittang Vinang Nancha Yatana Kiriya Chittang Ankinchana Yatana Kiriya Chittang Nevasana Nana Sana Yatana Kiriya Chittang Nê sĩ y ma ni chất ta ri bí a ru ba va cha ra ti ri ya chít ta ni na ma a che van sat bát tha bí đề đắc xá a ru ba va cha ra cú sa la vi ba ca ti ri ya chít ta ni sat ta ta ni. Dạ xin hết. Dạ xin mời quý vị tiếp tục giơ tay ạ. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con xin đọc bài Arupa Vajra Chittang Arupa Vajra Kiya Chittang Akasa Nancha Yatana Kiya Chittang Vinya Nancha Yatana Vi Yatana Kiya Chittang Akinchanya Yatana Kiya Chittang Nevasanya Nasanya Yatana Kiya Chittang Cheti Imani Chattaripi Arupa Vajra Kiya Chittani Nama Ije wan sapathapi dadasa arupa vachara kusala vipaka kriya chittani samatani. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Arupa vachara chittang arupa vachara kriya chittang akasa nancha yatana kriya chittang Vinya Nancha Yatana Kiriya Chittang Akinchanya Yatana Kiriya Chittang Nevasanya Nasanya Yatana Kiriya Chittang Cheti Imani Chattaripi Arupa Vajra Kiriya Chittani Nama Itche Vansapapapi Dvadasa Arupa Vajra Kusala Vipaka Kiriya Chittani Samattani. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Aruba Vajra Chittang Aruba Vajra Kiriya Kiriya Chittang Akasa Nyanja Yatana Kiriya Chittang Vinya Vinya Nyanja Yatana Kiriya Chittang Akinja Nyanja cha nhân già nhà giá tá ná ký đi già chít tầng nề quá sành nhà nà sành nhà giá tá ná ký đi già chít tầng chề tí y mà ní chắc tà rí bí á rù ba quá chá rá ký đi già chít tà ní nà má ít chề hoàng sắp ba thà bí đò đá xá á rù ba Aruba Vajra Kusala Vipaka Kiriya Chittani Samattani. Dạ thưa sư, con xin đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Thạch Nguyễn ạ. Dạ con xin phép được đọc bài Aruba Vajra Chittang Aruba Vajra Kiriya Chittang Akasa Nyanja Yatana Kiriya Chittang Vinya Nancha Yatana Kiriya Chittang Akinchanya Yatana Kiriya Chittang Nevasanya Nasanya Yatana Kiriya Chittang Cheti Imani Chattaripi Aruba Vajra
kiriya chitani nama ije wang sapata pi dasa arupa wacara kusala vipaka kiriya chitani samatani. Con xin cảm ơn. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục giơ tay ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Aruba vachara chittang, aruba vachara kriya chittang, akasa nancha jatana kriya chittang, vinya nancha jatana kriya chittang, akinchanya jatana kriya chittang, neva sanya na sanya jatana kriya chittang, tang che ti mani chatta ribi aruba vachara kriya chitta ni nama ichche wang sabbatha bidwa dasa aruba vachara kusala vibhaka kriya chitta ni samatta ni. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, xin mời đạo hữu Quang Thanh ạ. Con kính đảnh lễ sư ạ, con xin đọc bài. Aruba vachara cittang, aruba vachara kiri ra cittang, akasa nanh chara tana kiri ya cittang, vinya nanh chaya tana kiri ra cittang, akin cha nya ya tana kiri ra chitang ne wa san nya na san nya ya tana kiri chit ta tang che ti si ma ni cha ta li bi a ru ba wa ra cha ri ki ra chit ta ni nama ichche wang sappatha pi radasa radasa arupa vachara kusala vibhaka ridhiya cittani samattani. Con đã đọc xong. Dạ, không biết còn quý vị nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, con thưa sư, hết bàn tay giơ lên rồi ạ. Dạ, con kính dâng mic lại cho sư ạ. Còn số học viên mình đọc yếu ạ. Chúng ta vào tham gia cái lớp Bali để sư hướng dẫn cho đọc thêm, chứ đọc thì đọc sai quá nhiều. Đọc sai, đọc yếu quá. Đây là chúng ta tiếp bài học. Thì ở trong tâm vô sắc giới arupa vachara citta mình chia ra thành ba nhóm, đó là tâm thiện vô sắc giới, arupa vachara kusala citta, tâm quả vô sắc giới arupa vachara vipaka citta, và tâm tố vô sắc giới arupa vachara kiriya citta. Hai nhóm tâm đầu thì chúng ta học hai buổi trước rồi. Hôm nay thì chúng ta học cái nhóm tâm cuối, đó là tâm tổ của sắc giới. Tâm tố vô sắc giới thì có các phần sau: một là định nghĩa, hai là bốn tâm tố vô sắc giới là phần bài học, ba đó là phương pháp tu tập thiền tố vô sắc giới, bốn là tâm tố vô sắc giới phối hợp với tâm sở, năm là phần sự của tâm tố vô sắc giới, sáu đó là tâm tố vô sắc giới nương môn, bảy là tâm tố vô sắc giới nương vật, tám là tâm tố vô sắc giới biết cảnh, chín là tâm tố vô sắc giới sinh ở hạng người, và mười là tâm tố vô sắc giới xin ở các cõi.
Rồi chúng ta học phần 1, đó là phần định nghĩa. Vậy là tâm tố vô sắc giới á, là vì tâm này là những tâm thiện chứng của vị thánh A-la-hán ở bậc thiền vô sắc. Tức là nếu mà tâm vô sắc mà người phàm phu tu tập chứng đạt được thì mình chỉ gọi đó là tâm thiền thiện vô sắc. Nhưng mà nếu mà cái tâm thiền vô sắc đó mà bậc thánh A-la-hán tu tập chứng đắc được thì chúng ta gọi là tâm tố vô sắc. Thứ hai đó là tâm tố vô sắc giới là những tâm động lực phi quả phi nhân. Ở trong tâm tố mà tâm thiện mà vô sắc nó cũng là những tâm động lực, nhưng mà nó tạo ra cái quả đưa đến cái đời sống tái sanh, đó là tái sanh ở các cõi thiền tương xứng. Nhưng mà ở tâm tố vô sắc giới á, dù nó làm việc động lực, nhưng mà cái động lực ở đây đó là nó phi quả phi nhân, tức là không lưu lại cái chủng tử để đưa đến cái đời sống tái sanh. Vì các bậc thánh A-la-hán đó là đã đoạn trừ tất cả các phiền não. Thì đó là phần định nghĩa. Phần thứ hai đó là phần bài học, đó là bốn tâm tố vô sắc giới. Phần này mình cần phải học thuộc lòng. Tức là ở đây, đây là 12 tâm vô sắc giới. Cái dòng đầu đó là tâm thiện vô sắc giới. Cái dòng thứ hai đó là tâm quả vô sắc giới. Và cái dòng thứ ba chúng ta học ngày hôm nay đó là tâm tố vô sắc giới. Thì mình có bốn tâm tố vô sắc giới, đó là Akasa Nancha Yatana Kiriya Chitang, là tâm tố không vô biên xứ. Rồi Vinya Nancha Yatana Kiriya Chitang, tâm tố thức vô biên xứ. Rồi Akinchanya Yatana Kiriya Chitang, tâm tố vô sở hữu xứ. Rồi Nevasanya Nasanya Yatana Kiriya Chitang, là tâm tố phi tưởng phi tưởng xứ. Thì đó là phần bài học của mình phải thuộc lòng. Thứ ba đó là chúng ta nói về cái phương thức tu tập thiền tố vô sắc giới. Thì cách tu tập thiền tố hoặc là thiền thiền á, thật ra nó là cái phương pháp tu tập giống nhau, chỉ sử dụng cái tâm tu tập là khác nhau. Tức là trong tâm thiền thiện sắc giới, khi mình dùng cái tâm tu tập á, mình dùng tâm tu tập để mình chứng đắc được thiền thiện sắc giới á, thì mình tu bằng tâm tám tâm thiện dục giới hữu nhân, hoặc là mình gọi là tám tâm thiện dục giới tình hảo, hoặc là mình gọi là tám tâm đại thiện. Để mình tu tập để chứng đắc được các đề mục thiền sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà ở trong thiền tố á, vì các bậc thánh A-la-hán thì không có sử dụng tâm đại thiện giống như người phàm phu hay là như bậc thánh hữu học. Mà khi các ngài tu tập cái thiền vô sắc thì các ngài lấy tám tâm đại tố, tâm đại tố hợp trí, các tâm đại tố hợp trí để tu tập thiền vô sắc. Tu tập thiền vô sắc về cái cách tu tập thì nó không có khác nhau. Tức là dù là bậc thánh A-la-hán nhưng mà khi tu tập các loại thiền sắc giới và các loại thiền vô sắc giới thì các ngài vẫn phải tu tập theo cái đề mục, theo cái đề mục đã được hướng dẫn. Ví dụ như là nếu mà tu tập thiền không vô biên xứ thì
các ngài phải là vị đã chứng đắc được thiền, bốn bậc thiền, năm bậc thiền sắc giới. À, tức là phải chứng đắc năm bậc thiền sắc giới đó rồi thì mới có thể tu tập được thiền không vô biên xứ. Dạ, dù các ngài là bậc thánh A-la-hán nhưng mà không có nghĩa là vào cái là mình tu tập thiền thiền vô sắc liền, không phải như vậy. Vẫn phải tuần tự, đó là tu tập thiền sắc giới xong rồi mới tu tập được thiền vô sắc. À, tức là vẫn phải tuần tự như vậy. À, cách tu tập thiền vô sắc giới thì với người phàm phu hay là bậc thánh A-la-hán vẫn chọn cái đề mục tu tập đó là Akaso Anando, tức là không hư không, không giới hạn. Đấy là từ nền tảng thiền sắc giới, tu tập chứng đạt được thiền sắc giới bằng các đề mục như là đề mục Kasina chẳng hạn. Thì sau đó hành giả muốn tu tập thiền không vô biên xứ thì cái đầu tiên đó là muốn tu tập thiền bậc thiền cao hơn thì hành giả cần thấy đó là cái chướng ngại của bậc thiền thấp và cần phải từ bỏ nó, thì như vậy thì mới có thể tu tập được thiền cao hơn. Từ cái đề mục nền tảng tu tập thiền sắc giới, hành giả có được cái ấn chứng bằng một cái đề mục nào đó của đề mục có xí nát, ví dụ như là đất nước lửa gió chẳng hạn, xanh xanh vàng đỏ trắng chẳng hạn, thì hành giả dùng cái ấn chứng đó để trải rộng ra. Tại cái ấn chứng mà lúc mà mình tu tập thiền sắc giới á, tức là mình chỉ làm bằng, ví dụ như là bằng cái dĩa, ví dụ mình làm màu đỏ thì mình làm bằng cái dĩa, hoặc là màu trắng bằng cái dĩa thôi. Nhưng mà đến khi mình tu tập mình chứng đắc được rồi á, nó trở thành một cái đề mục của thiền rồi á, chỉ cần mình nghĩ tưởng đó là đề mục đó lập tức xuất hiện. Mình không cần phải đi tìm cái giấy đỏ trắng đó nữa để mình làm, không cần như vậy. Mà khi mình tu tập chứng đắc rồi, các đề mục đó nó đã có sẵn, chỉ cần mình tác ý đến thì lập tức cái đề mục đó nó hiện ra. Và lúc đó nó, nếu muốn thì hành giả có thể đó sao trải rộng ra cái đề mục đó tùy theo cái ý của mình thích, làm lớn bao nhiêu cũng được. Thì cái cách làm lớn cái đề mục đó, trong khi mình trải rộng ra cái đề mục đó, hành giả thay để ý đến cái đề mục thì hành giả để ý đến cái hư không mà đề mục đã trải rộng ra, trải rộng ra. Và với cái suy nghĩ đó là với cái khái niệm, lấy cái khái niệm đó là Akaso Anando, tức là hư không không hư không không có giới hạn. Tại khi mình trải ra bao nhiêu thì cái hư không nó vẫn chất chứa được. Cho nên từ đó hành giả đưa ra cái khái niệm đó là hư không, là không giới hạn. Và cái cách tu tập như vậy cho đến khi mà tâm định đầy đủ thì hành giả chứng được thiền không vô biên xứ. Thì khi hành giả chứng được thiền không vô biên xứ với lại cái đề mục mà không vô biên xứ lúc mà hành giả tu tập nó cũng khác nhau. Cái đề mục mà hành giả trong lúc mà tu tập là hư không là vô biên á, thì nó còn cái hư không đó nó thuộc về sắc giới. Nhưng mà hư không mà hành giả đã tu tập được thiền vô sắc á, thì nó không phải là sắc nữa, mà nó chỉ là một cái khái niệm. Tại ở cõi vô sắc thì cho dù hư không thì nó cũng không thể nào sắc được. Thì đó là bậc thiền thứ nhất. Rồi bậc thiền thứ hai đó là dựa trên cái tâm mà đã chứng đắc được thiền không vô biên xứ đó, thì hành giả lấy cái tâm đó, cái chữ tâm ở đây được sử dụng bằng cái chữ huynh nha này. Lấy cái tâm đó để làm đề mục tu tập
cho cái bậc thiền cao hơn, đó là thiền thức vô biên xứ. Với cái đề mục đó là Vinyanam Anantam, tức là tâm thức không có giới hạn. Thì cái cách tu tập suy nghĩ về cái tâm thức không có giới hạn đó, cho đến khi mà tâm định có thể đè nén được cái các triền cái, có sức mạnh đủ để chứng đắc được thiền, bậc thiền thứ hai, đó là thức vô biên xứ. Rồi hành giả lại muốn tu tập thêm cái bậc thiền cao hơn nữa, thì cũng giống như các trường hợp trên, tức là phải từ bỏ cái bậc thiền thấp mà mình đang chứng đắc, thấy nó là cái chướng ngại và mình cần phải vượt lên. Thì ở bậc thiền thứ ba, đó là bậc thiền vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ đó là cũng dựa trên cái bậc thiền thứ hai mà đã chứng đắc được. Nhưng mà ở đây đó là dù dựa trên cái bậc thiền thứ hai để tu tập, nhưng mà hành giả không có lấy tâm của thiền thứ hai để tu tập. Nó khác với cái thiền thứ hai mà lấy tâm của thiền thứ nhất để mình tu tập. Cái thiền thứ ba này nó chỉ dựa trên đó thôi. Sau đó nó đưa ra một cái khái niệm, đó là trong cái thức đó nó không có gì cả. Trong cái thức đó không có gì cả, tức là nó thí kinh chí. Thì với cái khái niệm không có gì cả ở trong cái tâm thức không vô biên xứ, hành giả tu tập cho đến khi mà tâm định đủ mạnh, làm cho tâm được thanh tịnh và chứng đắc được thiền thứ ba, gọi là thiền vô sở hữu xứ. Rồi hành giả lại tu tập thêm nữa, đó là thiền phi tưởng xứ. Thì cũng giống như trên, tức là phải từ bỏ cái thiền thứ ba để tu tập cái bậc thiền cao hơn. Với cái đề mục đó là nê quá sanh nha na sanh nha, tức là chẳng phải tưởng cũng không phải chẳng là tưởng. Tại là ở trên á, chúng ta thấy là cái khi mà chứng đắc được cái thiền trên, thiền thứ ba rồi á, thì thấy thức này là sao, không có gì cản. Thì cái đề mục thứ tư mới lấy cái tâm đó để mình tu tập, nói là không có gì cả. Thì không có ở đây đó là thật ra là, tức là nó không có đủ cái khả năng để làm cái công việc của nó thôi. Chứ nói là không có gì cả thì cũng không có đúng. Mà nói có là nó cũng không có đúng. Mà giống như cái thí dụ hôm trước mình thí dụ giống như là một cái bát mà trước đây đã từng chứa dầu, và cái dầu đó nó đã khô cạn thời gian lâu, và vị trưởng lão sai cái vị sa di đi lấy bát để đựng cơm đựng nước gì đó. Thì vị sa di nói là trong cái bát có dầu. Thì vị trưởng lão nói là bây giờ lấy dầu lại châm đèn. Thì vị sa di lại nói đó là trong bát không có dầu. Tức là nó có, nhưng mà để đủ cái lượng châm vào cái đèn có thể đốt thì nó không có. Cho nên là nói có cũng không đúng, mà nói không có nó cũng không đúng. Tức là nó có
nhưng mà cái số lượng đó là nó quá ít, nó không làm được gì. À, thì người ta gọi là chẳng phải tưởng, cũng cũng không phải chẳng là tưởng. Dạ, tức là từ cái tâm thứ ba đó, lấy cái từ là không có gì cả đó, thì cái thứ tư này lại lấy cái đề mục của tâm thứ ba đó để tu tập. Tức là nói có cũng không phải, mà nói không có cũng không phải. Vậy cái tu tập đó đến khi nào về cái tâm định, và cái tâm định thứ tư này là cái tâm định rất là vi tế khi mà hành giả chứng đắc được. Vì khi mà hành giả tu tập chứng đắc được, và nếu mà hành giả đó là bậc thánh A-la-hàm hoặc là bậc thánh A-la-hán, thì hành giả đó còn có thể nhập được thiền diệt thọ tưởng định. Tức là cái thiền mà không có hơi thở trong suốt thời gian 7 ngày, không ăn uống gì, nhập thiền ngồi một chỗ. Và ở trong chú giải thường giải thích cái thiền, cái vị hành giả mà đã nhập thiền diệt thọ tưởng định này, khi mà vừa xuất thiền xong thì vị đó rất là đói. Xuất thiền xong rất là đói, cho nên trong lúc đó mà ai mà cúng dường được trước thì người đó thành tựu cái phước ngay ở trong đời sống hiện tại, phước về mặt vật chất là ngay ở trong đời sống hiện tại. Người người nhập diệt thọ tưởng định á, mặc dù không có thở, bình thường mình nghĩ là không có thở thì sẽ chết. Dạ. Nhưng mà người nhập diệt thọ tưởng định á, dù không có thở nhưng mà cái cơ thể hoàn toàn khác với cái người chết mình. Chúng ta để ý cái người mà mình chết á, ngay cả trong lúc họ đang hấp hối thì cái cơ thể họ vẫn nóng. Dạ. Nhưng mà hễ họ chết rồi thì cái cơ thể chuyển sang lạnh liền. Dạ. Còn người mà nhập diệt thọ tưởng định á, dù không có hơi thở ra vào nhưng mà cái hơi ấm vẫn còn, tức là lúc nào cái cơ thể vẫn ấm. Dạ, và ở trong chú giải nói là một vị diệt thọ tưởng định như vậy á, cho dù ai có làm gì cũng không thể hủy hoại cái thể xác đó được. Dạ. Ví dụ như là trong chú giải Pháp Cú Kinh có kể lại câu chuyện của một vị Phật độc giác mà được vua, đức vua rất là kính. Và vị Phật độc giác này thường vào ở trong hoàng cung để nhận bậc thực. Rồi một ngày nọ có 500 cung nữ đi giống ra bãi biển để tắm. Rồi tắm xong rồi lạnh. Rồi mới đốt lửa để cho ấm, tức là gom củi cỏ để đốt lửa để cho ấm. Thì trong lúc mà đốt cỏ, cái bãi cỏ đó, thì vô tình là vị Phật độc giác đang nhập diệt thọ tưởng định ở trong đó. Cho nên đến khi mà đốt xong mà thấy cháy cỏ rồi mới thấy ngài ngồi ở đó, thì mấy cô này mới giật mình và nhận biết đó là vị này là vị Phật độc giác mà thường đi vào hoàng cung mà được đức vua rất kính trọng. Cho nên các cô này mới sợ, mới tính là phi tang luôn, tức là mới tìm củi cỏ rồi chắc đóng lại và để thiêu cái xác của ngài. Dạ. Thì trong khi mà chất củi cỏ xong rồi, tính là bao nhiêu, với bao nhiêu củi đó, bao nhiêu cỏ đó thì cháy hết thì chắc chắn cái xác của ngài không còn gì nữa. Dạ. Nhưng mà các cô cũng không có ngờ đó là, tức là dù bao nhiêu cỏ, bao nhiêu củi đó cháy xong, cái thể xác của ngài vẫn còn nguyên. Nhưng mà đến khi mà ngài xả thiền trở lại thì cái cơ thể nó vẫn bị tổn thương. Dạ. Và sau đó thì ngài mới viên tịch. Thì cái nghiệp đó sau này 500 cung nữ đó với lại vị hoàng hậu đó là trở thành hoàng hậu của đức vua Udena, tức là hoàng hậu Sumavati.
À, rồi cũng bị người ta thiêu cháy giống như cái, tức là cả 500 cung nữ với hoàng hậu Sumavati à, cũng bị người ta thiêu cháy giống như là cô đã thiêu cháy vì mặt Phật giác vậy. Dạ thì đó là nói về người mà tu tập mà chứng đắc được thiền phi tưởng xứ, tức là cái trạng thái tâm nó rất là y tế, trạng thái tâm rất là y tế. Và nếu là bậc thánh A-la-hàm hoặc là bậc thánh A-la-hán thì vị này còn có thể nhập được thiền diệt thọ tưởng định. Dạ. Thì đó là nói về cái phương pháp tu tập, nó cũng giống y hệt giống như là người phàm phu với lại bậc thánh hữu học, chỉ khác nhau đó là dùng tâm tu tập để khác nhau thôi. À. Rồi tiếp theo đó là phần 4 là mà đó là phần tâm tố vô sắc giới phối hợp với tâm sở. Thì vì tâm tố này nó thuộc về tâm ngũ thiền, cho nên đối với 13 tờ tha đó là mình bỏ tâm tứ hỷ thì mình chỉ còn lại là 10. À, vì đây là tâm thiền vô sắc giới, cho nên ngũ thiền vô sắc giới, cho nên nó cũng không có 3 giới phần và 2 vô lượng phần, mà nó chỉ có 19 tâm dục giới, 19 tâm sở tình hảo biến hành và tâm sở tệ quyền, tức là nó chỉ có 20 tâm. Thì 20 cộng với 10, 10 cộng với 20 thì là 30. À, cả 4 tâm đều giống nhau. À, cả 4 tâm đều giống nhau. Các tâm thiền này á, nếu mà nói về chi thiền thì nó chỉ có là xả và định. Yeah. Tuy nhiên cái xả và định của mỗi cấp độ thiền á, là nó vi tế hơn. À, nó khác với lại ở trong thiền sắc giới, đó là cứ mỗi một bậc thiền thì mình bỏ thiền chi đi. Yeah. Còn ở tâm thiền vô sắc giới thì nó không có bỏ thiền chi. Thiền chi vẫn giống nhau, nhưng mà cái mức độ tâm định, cái mức độ thanh tịnh của tâm nó cao hơn. Thì đó là điểm khác biệt. Cho nên trong lúc mình tính tâm sở trong thiền vô sắc giới, tâm sở nó vẫn giống nhau, tâm sở phối hợp nó giống nhau. Dạ. Nhưng mà các tâm sở này khi mà nó phối hợp với tâm nào thì nó cũng trở thành vi tế theo cái trạng thái tâm đó. Cho nó mặc dù nói là 10, 20 giống nhau, số lượng thì thấy nó giống nhau như vậy, nhưng mà cái trạng thái những tâm sở này khi mà nó phối hợp với các tâm đó thì nó cũng trở thành, đó là thanh tịnh, sức mạnh của định nó sẽ nhiều hơn. Thứ năm đó là phần sự của tâm tố vô sắc giới. Nếu để ý ở trong phần định nghĩa lúc nãy á, thì chúng ta thấy là trong 14 phần sự này á, là chúng ta đã có được cái tâm tố vô sắc giới, đó là nó chỉ làm một cái công việc duy nhất, đó là làm việc động lực. Dạ. Nhưng mà động lực ở trong trường hợp này đó là phi quả phi nhân, tức là nó không để lại cái quả đưa đến đời sống tái sanh. Thường chúng ta để ý là nếu mà tâm làm việc động lực thuộc về tâm bất thiện hay là tâm thiện thì nó sẽ để lại cái quả đưa đến cái đời sống tái sanh. Dạ. Nhưng mà ở tâm tố dục giới, tức là 8 tâm tố dục giới tình hảo, hoặc là tâm tố sắc giới, tâm tố vô sắc giới, vì đây là những tâm động lực của bậc thánh A-la-hán đã đoạn trừ được phiền não, cho nên nó đều không để lại cái chủng tử đưa đến cái đời sống tái sanh. Là để ý cho đó là điểm khác biệt. Mặc dù làm công việc giống nhau, làm công việc là động lực giống nhau, mà do phiền não đại đoạn trừ khác nhau cho nên nó dẫn đến cái kết quả nó khác nhau. Bốn tâm tố vô sắc giới chỉ làm việc động lực. Tâm tố vô sắc giới là nương môn. Mình có 6 môn.
chúng ta thấy là các tâm thiền á, dù là thiền sắc giới hay là thiền vô sắc giới, khi mà nó sanh khởi á, thì nó chỉ sanh khởi ở lỗ ý môn. Cho nên tâm thiền vô sắc giới, tâm tố vô sắc giới là nương ý môn. Nương ý môn. Các tâm thiện hoặc là tâm bất thiện á, là thường nó vừa nương ta thấy là tâm thiện hay tâm bất thiện á, khi mà nó sanh khởi á, thì nó có thể sanh khởi đủ ở cả sáu môn tùy theo trường hợp. Ví dụ như là nếu mà mắt thấy cảnh sắc mà mình ưa thích thì lúc đó tâm tham nó sanh khởi, nhưng mà sanh khởi trong trường hợp đó là nó nương ở nhãn môn. Nghe âm thanh mà mình không thích, tâm sân nó sanh khởi, lúc đó nó sanh khởi ở lỗ nhĩ môn. Tỷ môn, ngửi mùi mình ưa thích hoặc là không ưa thích thì tâm tham hoặc tâm sân nó có thể sanh khởi, nhưng mà đó, cái sanh khởi đó là nó nương vào tỷ môn. Khi mình nếm vị ngọt, chua hay là đắng thì có thể là tâm thiền hoặc là tâm bất thiền sanh khởi, mà nó sanh khởi trong trường hợp đó là nó nương ở thiệt môn. Khi mà thân xúc chạm êm ái hoặc là khó chịu thì tâm thiện hoặc tâm bất thiện nó cũng sanh khởi, mà sanh khởi trong trường hợp đó là nó nương ở thân môn. Vậy chúng ta thấy các tâm thiện hoặc là tâm bất thiện mà nó sanh khởi, nó có thể nương đủ ở cả sáu môn tùy theo trường hợp. Tùy theo trường hợp. Nhưng với các tâm thiện và sau này chúng ta học tâm đạo, tâm quả thì nó chỉ sanh ở lỗ ý môn. Nó chỉ sanh ở lỗ ý môn, nên nó chỉ nương ý môn. Thứ bảy đó là nương vật, thì mình cũng có sáu vật. Ở tâm mà các loại tâm mà ở dục giới, ở sắc giới, thì nó nương đủ sáu vật. Nương đủ sáu vật. Nhưng mà tâm thiện ở trong tâm dục giới hoặc là tâm tâm sắc giới thì nó nương vật rồi, nhưng mà tâm sắc giới thì nó chỉ nương ý vật. Nhưng mà tâm vô sắc giới á, tâm vô sắc giới thì khi thì nó nương vật, khi thì nó không nương vật. Ví dụ như là tâm quả vô sắc giới, vì nó chỉ sanh khởi ở trong cõi vô sắc giới thôi, cho nên nó không có nương vật. Riêng tâm thiện vô sắc giới với lại tâm tố vô sắc giới, nếu mà nó sanh khởi ở cõi dục giới hoặc là cõi sắc giới thì nó nương vật. Ví dụ như là bậc thánh A-la-hán mà ở cõi người,
tức là sau khi chứng đắc được thiền, chứng đắc được thánh quả xong, các ngài tu tập thiền vô sắc giới. Thiền vô sắc giới thì khi mà chứng đắc được thiền ở cõi người đó thì nó sẽ có cái tâm tố vô sắc giới, tức là tâm tố vô sắc giới nhưng mà nó xuất hiện ở cõi người thì nó nương vật, hoặc là ở cõi cõi chư thiên hay là ở cõi phàm thiên thì nó nương vật. Mà thí dụ như là bậc thánh hữu học, các bậc thánh hữu học mà chứng đắc được thiền vô sắc giới thì sau khi chết là được tái sanh về cõi vô sắc giới. Ví dụ như tái sanh về cõi không vô biên xứ. Thì ở tại cõi không vô biên xứ này, các bậc thánh hữu học này tu tập chứng đắc được bậc thánh, trở thành bậc thánh A-la-hán, rồi tu tập thêm cái thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi tưởng xứ. Thì khi mà các tâm thiền tố đó nó xuất hiện ở cõi không vô biên xứ thì lúc bây giờ nó không có nương vật. Không có nương vật, có sắc giới á, nó nương vật bất ý vật bất định vật, nhưng mà nó nương ý vật bất định, nương ý vật bất định. Bất định thì giống như sư nói lúc nãy, tại vì khi nó nương thì không có nương. Nếu mà nó sanh khởi ở tâm vô sắc, tâm tố sắc giới sanh khởi, tâm tố vô sắc giới sanh khởi ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới thì nó là nương ý vật. Nếu mà nó sanh khởi ở cõi vô sắc giới thì nó không có nương ý vật, cho nên người ta gọi nó là bất định. Rồi tâm tố vô sắc giới đó là biết cảnh. Tâm tố vô sắc giới biết cảnh. Thứ nhất đó là tâm tố không vô biên xứ, biết được cảnh, bốn cảnh. Đó là cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoại thời, cảnh ngoại phần. Chúng ta thấy là lúc nãy khi mình nói về tu tập thiền không vô biên xứ thì lấy đề mục chế định, hư không là vô biên. Nhưng mà đề mục chế định này nó không phải là hành giả phải đi lấy một cái vật nào đó bên ngoài để làm cái đề mục tu tập, không có như vậy. Mà cái đề mục tu tập đó là sao? Nó đã có ở trong tâm, cho nên nó trở thành cảnh pháp. Khi mà chứng đắc được thiền thì nó trở thành cảnh pháp, tâm này nó biết được cảnh pháp. Vì để tu tập chứng đắc được thiền không vô biên xứ thì người ta tu tập bằng cái đề mục đó là chế định. Cho nên đến khi mà tu tập chứng đắc được thiền không vô biên xứ thì thiền không vô biên xứ này nó cũng biết được cảnh chế định. Mà hễ là cảnh chế định thì nó là ngoại thời, tức là nó không phụ thuộc vào thời gian hiện tại, quá khứ hoặc là vị lai. Cho nên cái tâm không vô biên xứ nó còn biết được cảnh ngoại thời. Ngoại thời. Rồi cảnh chế định á, tức là chế định thì nó không thuộc về nội thân. Cái chế định thì nó không thuộc về nội thân. Cho nên nó thuộc về ngoại phần. Thuộc về ngoại phần. Cho nên tâm không vô biên xứ thì nó còn biết được được cảnh ngoại phần. Đó là tâm tố không vô biên xứ. Tâm tố thức vô biên xứ thì biết được sáu cảnh. Thứ nhất là cảnh pháp. Cảnh pháp là vì tâm tố không vô biên xứ nó lấy cái tâm
mà đã chứng đắc được thiền không vô biên xứ làm đề mục tu tập, thì cái tâm nó trở thành cảnh pháp. Cảnh pháp rồi vì cái tâm không vô biên xứ đó, nó là tâm hay tâm thì nó thuộc về pháp chân đế, cho nên cái tâm thức vô biên xứ thì nó biết được cảnh chân đế. Và cái tâm không vô biên xứ là nó cũng thuộc về tâm đáo đại, thuộc về tâm đáo đại, tâm đáo đại. Cho nên tâm thức vô biên xứ nó biết được cảnh đáo đại. Cái tâm không vô biên xứ khi mà hành giả đã tu tập thiền chứng đắc được không vô biên xứ rồi, đến khi tu tập thức vô biên xứ lấy cái tâm đó làm đề mục để tu tập, thì cái tâm đó nó trở thành là cảnh quá khứ, tại đã chứng đắc được rồi trở thành cảnh quá khứ. Cho nên tâm thức vô biên xứ nó biết được cảnh quá khứ. Nói đến tâm đó là pháp chế định, rồi nó cũng thuộc về nội Phật, vì cái tâm này đó là tâm mà hành giả, từ hành giả đã tu tập và đã chứng đắc được, là tâm này thuộc về việc của mình. Thì cho nên tâm thức vô biên xứ nó còn biết được cảnh nội Phật. Rồi tâm không vô biên xứ này nó cũng thuộc về cảnh danh pháp, tức là tâm thì nó thuộc về cảnh danh pháp, tâm tâm sở niết bàn là cảnh danh pháp, cảnh danh pháp 28 sắc pháp thì nó là cảnh sắc pháp. Thì cho nên tâm thức vô biên xứ nó cũng biết được cảnh danh pháp. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba đó là tâm tố vô sở hữu xứ thì nó biết được ba cảnh. Thứ nhất là cảnh pháp, cảnh pháp, cảnh pháp đó là lúc nãy tâm vô biên xứ á, tâm vô sở hữu xứ á, nó lấy đề mục, nó dựa trên nền tảng pháp, nền tảng tâm mà đã chứng đắc được thiền thức vô biên xứ, để rồi đưa ra một cái khái niệm đó là không có gì cả, để tu tập, để làm đề mục tu tập. Thì đó là cảnh pháp, cảnh pháp. Rồi tu tập mà bằng cái khái niệm thì đó là cảnh chế định, cảnh chế định. Cho nên tâm tố vô sở hữu xứ nó biết cái cảnh chế định. Mà chúng ta nhớ là hễ mà chế định thì nó là ngoại thời, cho nên tâm vô sở hữu xứ nó biết thêm được cảnh ngoại thời. Tâm phi tưởng, phi phi tưởng xứ thì nó biết được sáu cảnh, giống như là tâm tố thức vô biên xứ, nó chỉ khác trong cách giải thích thôi. Thứ nhất là cảnh cảnh pháp, cảnh pháp thì tức là thông biết cảnh thông qua lộ ý môn thì gọi là cảnh pháp. Thứ hai đó là tâm phi tưởng, phi phi tưởng xứ này á, thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ á, nó lấy tâm tố vô sở hữu xứ làm đề mục tu tập, cho nên nó biết được cảnh chân đế. Tâm tố vô sở hữu xứ nó là tâm đáo đại, cho nên tâm phi tưởng, phi phi tưởng xứ biết được cảnh đáo đại. Cái thiền tu tập thiền sao mà lấy cái tâm thiền trước để tu tập, thì cái tâm đó nó trở thành là tâm quá khứ, cho nên nó trở thành cảnh quá khứ. Rồi từ bản thân mình đã tu tập chứng đắc thiền đó, tâm đó, rồi lấy cái tâm đó để tu tập một cái thiền khác, thì cái tâm mà mình đem lại tu tập đó thì nó trở thành là nội Phật, tức là cảnh nội Phật. Mà tâm thì nó thuộc về cảnh danh pháp, thuộc về cảnh danh pháp, cho nên tâm tố phi tưởng, phi phi tưởng xứ thì nó biết được luôn cả cảnh danh pháp, là sáu cảnh. Rồi về người,
Người thì quá dễ rồi, khi mà nói tâm tố thì mình chỉ đề cập đến gì? Người tứ quả. À, người tứ quả. Bốn tâm tố vô sắc giới chỉ sinh khởi ở hạng người tứ quả. Người tứ quả này thì có thể là người tứ quả ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới, có thể ở cõi nào cũng được, chỉ ngoài trừ bốn cõi khổ với lại cõi vô tưởng thôi. Rồi số 10 đó là tâm tố vô sắc giới sinh ở các cõi. Tiên đó là tâm tố không vô biên xứ, sinh được 23 cõi. 23 cõi vui ngũ quẩn, tức là ở cõi 7 cõi người, 7 cõi người với lại 15 cõi, 15 cõi sắc giới, 7 với 15 là 22. Rồi cõi không vô biên xứ là 23. Tâm tố thức vô biên xứ thì sinh thêm được thêm một cõi nữa, tức là nhiều hơn một cõi nữa, đó là cõi không vô biên xứ. Cõi thức vô biên xứ. Cõi thức vô biên xứ. Tâm tố vô sở hữu xứ thì nhiều hơn cái thức vô biên xứ một cõi, tức là thêm cái cõi đó là cõi vô sở hữu xứ. Tâm tố phi tưởng, phi tưởng xứ thì sanh nhiều hơn một cõi tâm vô sở hữu xứ, đó là cái cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Em nói gọn lại đó là sinh ở 26 cõi vui hữu tâm. 26 cõi vui hữu tâm, tức là mình bỏ ra bốn cõi khổ với là cõi vô tưởng. Vui tức là bỏ cõi khổ, mà hữu tâm tức là bỏ ra cái cõi mà không có tâm, đó là cõi vô tự. Thì đó là phần bốn tâm tố vô sắc giới, là phần bài học ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình kết thúc ở đây, xin trả mic lại cho Rung. Hôm nay mình nghỉ sớm một tí ha. Sa thú. Thôi hứa đi. Dạ. Bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm tố vô sắc giới ngày hôm nay. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con kính chư ân sư. Con xin nam mạo quý cô tu nữ, quý học viên trong room hồi hướng phước báu của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phoma tha dewa na ga mahitika Quân nhãn nô ăn mô đàn tu chi răng ra khán tu sa sa nàng a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca Quân nhãn nô ăn mô đàn tu chi răng ra khán tu nô ga rô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca Quân nhãn nô ăn mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca Quân nhãn nô ăn mô đàn tu chi răng ra khán tu pa ni nô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca Quân nhãn nô ăn mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa Y đăng quá ta nô quân nhãn a sa wa kha ya wa hang hô